Bộ Giáo dục duy trì lực lượng hồng vệ binh trong các nhà trường với mục đích gì? Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi thông tin về việc một nữ sinh ở Hà Nội đã bị đội xung kích của nhà trường cắt quần với lý do mặc sai quy định về trang phục. Tờ báo Vietnamnet Online vào ngày 21 tháng 1 có bản tin với tựa đề "Nữ sinh Hà Nội bị cắt quần do không mặc đồng phục, nhà trường nói gì?". Cụ thể, vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, đại diện trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã xác nhận vụ một nữ sinh lớp 10 của trường mặc quần jean đi học sai quy định về đồng phục vào ngày 18 tháng 1 và bị xử lý bằng biện pháp cắt quần của nữ sinh này. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc học sinh khi đến trường cần tuân thủ quy định của nhà trường, nhưng việc cắt quần nữ sinh của đội xung kích nhà trường là hành vi xúc phạm nhân phẩm, vi phạm quyền con người và vi phạm pháp luật. Nữ sinh tại Hà Nội bị cắt quần do không mặc đồng phục. Công luận và giới quan sát thấy rằng câu chuyện vừa kể trên là một vấn đề rất lớn, thậm chí là nghiêm trọng, đặc biệt lại xảy ra trong môi trường giáo dục là điều rất đáng tiếc. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kỷ luật không chỉ các thành viên của đội xung kích mà cả giáo viên phụ trách. Phóng viên của tờ Thời báo.d đã tìm hiểu và được biết rằng hiện nay trong các trường công lập ở cả ba cấp học vẫn đang tồn tại các tổ chức như đội sao đỏ, đội học sinh tự quản hay đội xung kích, vân vân. Nhiệm vụ của những đội vừa kể trên kiểm tra mọi hoạt động nề nếp của học sinh như đi học đúng giờ, mặc đồng phục liên quan đến việc thực hiện nội quy của nhà trường. Tuy nhiên, các chuyên gia về giáo dục cho rằng các tổ chức của học sinh như vừa kể trên mang hơi hướng của lực lượng hồng vệ binh như thời cách mạng văn hóa bên Trung Quốc. Đây là một điều rất nguy hiểm. Theo đó, sự tồn tại của các tổ chức này trong trường học sẽ hủy hoại nhân cách của các em học sinh. Việc để học sinh tham gia giám sát, theo dõi và quản lý các học sinh khác là điều lợi bất cập hại. Vẫn theo các chuyên gia giáo dục cho biết, những học sinh được chọn vào đội sao đỏ, đội trật tự tự quản vân vân, ban đầu thường là những em học tốt, gương mẫu và chăm ngoan. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhiều em đã có những thái độ, hành vi không chuẩn mực, có biểu hiện thích tỏ vẻ, hung hăng hay côn đồ. Thậm chí một số thành viên hung hăng tới mức tự cho mình cái quyền bắt nạt bạn hay buộc một số bạn phải nộp tiền để được bỏ qua những lỗi vi phạm. Đội sao đỏ ở một trường tiểu học tại Hà Nội. Báo Tổ quốc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào ngày 26 tháng 11 năm 2016 đã đưa ra một cảnh báo trong bài viết "Quyền uy của sao đỏ có là mầm mống của bạo lực học đường hay không?". Bài báo có đoạn, một học sinh tiểu học trong trường tiết lộ với phóng viên, rất nhiều học sinh lớp 1, 2 gọi đội sao đỏ là đội khủng bố. Lý do là mỗi lần đội sao đỏ xuất hiện là mỗi lần học sinh lớp bé hơn sống trong sợ hãi. Bài chưa thuộc cũng bị sao đỏ lấy thước đánh, tay chưa sạch cũng bị sao đỏ lấy thước vụt. Theo giới chuyên gia, các thành viên của các đội xung kích được coi như những công an viên, có quyền lực rất lớn cho nội bộ nhà trường. Và trong tương lai, các em học trò đó sẽ trở thành công cụ của bộ máy cai trị. Đó là lý do một số phụ huynh học sinh không đồng tình với việc duy trì đội sao đỏ và nhận xét rằng điều đó sẽ dẫn tới mất nhân cách của trẻ, đồng thời sẽ tạo ra cho các học sinh một ảo giác về quyền lực từ quá sớm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tai tiếng Tô Lâm. Một nhà giáo đã nghỉ hưu ở Hà Nội đã nói với phóng viên của Thời báo.d trong điều kiện ẩn danh với lý do an toàn, suy nghĩ của ông về vấn đề này như sau. Nói về hoạt động sao đỏ thì nó chỉ có hai tính năng thôi, đó là soi mói và đấu tố. Điều này còn dẫn đến tình trạng tiêu cực xuất hiện ngay từ cấp tiểu học. Đây là điều nguy hiểm vì nó ảnh hưởng tới nhân cách của đứa trẻ và là sản phẩm của một cơ chế giáo dục thiếu khoa học, cần phải loại bỏ ngay. Đồng thời, nhà giáo này cho biết thêm, việc quản lý học sinh trong trường là trách nhiệm của giáo viên và người lớn, chứ không phải của những đứa trẻ chưa trưởng thành. Công luận cũng thấy rằng, chủ trương tạo ra một lực lượng hồng vệ binh trong nhà trường nhằm mục đích để mà cho thế hệ trẻ ở đó độ tuổi học trò Việt Nam được rèn luyện học tập sống trong một môi trường kìm kẹp, mang tính chuyên chế, để đến khi trưởng thành, các em dễ dàng chấp nhận và hòa nhập nhanh chóng vào một xã hội công an trị như đang tồn tại tại Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Bộ Giáo dục duy trì lực lượng hồng vệ binh trong các nhà trường với mục đích gì? Vì sao Tổng Trọng dứt ghế Tổng Bí Thư mãi không ra? Tờ báo Economy 23 tháng 1
trong bài viết Cởi trói cho con cọp đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam cần một nhà lãnh đạo mới. Theo đó, có rất ít quốc gia sở hữu nhiều lợi thế như Việt Nam hiện nay để trở nên giàu có. Nhưng sự tê liệt về chính trị đã có thể làm chậm quá trình phát triển và ông Trọng có thể đang là vật cản. Giới phân tích lâu nay đã đưa ra các nhận định cho rằng vấn nạn tham nhũng của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong hai nhiệm kỳ làm thủ tướng trước đây 2006-2015 đã mất kiểm soát. Đó là lý do sau đại hội đảng lần thứ 12 với sự thất bại của Thủ tướng Dũng, ngay sau đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi động một chiến dịch đốt lò. Đây là bản sao của chiến dịch đà hổ diệt ruồi mà người đồng cấp Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã khởi động từ khi lên nắm quyền từ năm 2012. Nhưng kể từ năm 2016 đến nay, ông Trọng đã đốt lò mãi vẫn chưa thành công. Toàn cảnh Hội nghị Trung ương thường niên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những mong muốn của ông Trọng về nhân vật kế nhiệm là phải thừa kế và tiếp tục công cuộc đốt lò chống tham nhũng. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn chưa tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy. Theo giới phân tích, đó là lý do đã khiến ông Nguyễn Phú Trọng trở thành con tin trong chiến dịch chống tham nhũng của chính mình. Nếu trong trường hợp Đảng không thể loại hết được những kẻ tham nhũng hay phần tử không trung thành với lý tưởng của Đảng, thì tối thiểu, theo ý kiến ông Trọng, Đảng phải được lãnh đạo bởi một nhân vật có cùng động cơ giống ông. Theo tờ báo The Economist, đã rõ ràng ông Trọng chưa tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy, thế nên ông phải làm thêm nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ 3, và sẽ rất thú vị nếu ông Nguyễn Phú Trọng công bố được tên người kế nhiệm của ông vào năm 2026. Tờ báo The Economist sau đó đã đưa ra lời khuyên rằng ông Nguyễn Phú Trọng cần chấm dứt tâm trạng lo ngại này. Tốt nhất là Tổng Bí thư nên rút lui để cho Đảng lựa chọn một người kế nhiệm thực tiễn. Theo giới phân tích, điều kể trên không đơn giản như vậy, mà còn rất nhiều những vấn đề đằng sau cho thấy việc ông Nguyễn Phú Trọng nếu chịu chấp nhận rời bỏ quyền lực tại thời điểm này là điều không hề dễ dàng. Không đơn giản chỉ là chuyện không có người thay thế ông Trọng, mà vấn đề là người thay thế vào chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng có đảm bảo cho cựu Tổng Bí thư về tài sản, về tính mạng và sự an toàn sau khi về hưu hay không. Một cuộc bỏ phiếu trong chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên đã chính thức thông báo ông sẽ nghỉ khi hết nhiệm kỳ Đại hội 13 với lý do tuổi đã quá cao và đang ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tiếp. Giới thạo tin khẳng định rằng Tổng Trọng hoàn toàn hay không bao giờ muốn nghỉ mà muốn ngồi trên chiếc ghế Tổng Bí thư này đến hết đời. Với lý do hơn 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã gây lắm thù và chuốc lắm oán từ các đồng chí của mình trong Đảng. Hơn bao giờ hết, tại thời điểm hiện nay, ông Trọng đã và đang nghĩ tới điều mang tính quy luật là cá ăn kiến rồi có ngày kiến lại ăn cá. Công tác tổ chức nhân sự dưới sự chỉ huy của Tổng Trọng bên trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự của hai kỳ đại hội Đảng gần đây rõ ràng đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo cấp cao lũ lượt dắt tay nhau vào tù mấy năm gần đây, lớn cả về số lượng lẫn quy mô và chất lượng cũng như chức vụ. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do thưởng trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề do yếu tố chủ quan từ Tổng Bí thư, mà khả năng bị hồi tố là rất lớn. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã sắp xỉ 80. Đó là những lý do vì sao, theo giới quan sát, nhân sự kế cận thay trong Tổng Trọng cũng như bộ máy tứ trụ mà ông Trọng muốn cũng phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho ông sau khi ông hạ cánh về hưu, để không bị các thế lực kình địch trong Đảng hồi tố. Giới thạo tin cho biết Tổng Bí thư Trọng đang nỗ lực xây dựng một ekip lãnh đạo gồm những người phe ông trong Bộ Chính trị, với trên 2/3 là các ủy viên hoặc cả 4/4 nhân vật tứ trụ của Đại hội 14 tới đây. Như vậy, ông Trọng vẫn có thể khuynh loát và điều khiển được họ sau khi đã nghỉ hưu. Phải như thế, Tổng Trọng mới ăn ngon ngủ yên trong những ngày cuối đời. Cứ nhìn cách đối xử của Tổng Trọng với các ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì thấy rõ ông Trọng những ngày tháng cuối đời sẽ sống chết ra sao. Đó là chưa kể đến sự trỗi dậy của Bộ trưởng Tô Lâm, một kẻ đang ủ mưu và đang cố gắng giành ngôi đoạt vị với Tổng Bí thư Trọng, là chuyện không thể bỏ qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê ngày hôm nay với bản tin Vì sao Tổng Trọng dứt ghế Tổng Bí thư mãi không già.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de